Liên quan đến thông tin một nhóm người ngang nhiên lập chốt đứng ra thu tiền tài xế xe khách xe tải nếu muốn lưu thông qua cây cầu Vĩnh Ninh đang thi công ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng khiến dư luận bất bình. Chiều nay, ông Trần Văn Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm 4 người đứng ra thu tiền. Theo báo cáo giải trình của nhà thầu, công ty cổ phần 479 Hòa Bình, sau khi lập đoàn kiểm tra nội bộ, kết quả đã xác định được nhóm 4 người, hai người trong công trường, hai người ngoài công trường tham gia vào việc tự ý cho các phương tiện giao thông qua lại trên cầu và nhận tiền của lái xe. Thời gian vi phạm của nhóm đối tượng này diễn ra từ ngày 7 đến ngày 19 tháng 1, trước ngày các cơ quan báo chí đưa tin. Mỗi lần các đối tượng cho phương tiện đi qua được lái xe bồi dưỡng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, số tiền thu được trên 2.500.000 đồng. Hiện nay đơn vị thi công đã đình chỉ hai người liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.